Thanh, mình là Communication Trainee tại Sanofi. Mình đã biết Sanofi thông qua một người chị học chung trường và cũng học luôn chung ngành truyền thông với mình ở MIT. Sanofi là một tập đoàn rất là lớn nên là mình nghĩ Sanofi đã cho mình rất là nhiều cơ hội để mình có thể được học tập không chỉ ở những cái anh chị lớn, những người đã có kinh nghiệm trong nghề, mà còn cho mình được tiếp xúc với một cái môi trường rất là đa dạng và năng động, và mình cũng biết thêm được rất là nhiều mối quan hệ từ các bạn trainee khác. Mình nghĩ là mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, không chỉ là một người học về ngành truyền thông mà còn là về một người mà kiểu sau này sẽ giao tiếp trong xã hội. Mình được cải thiện những cái kỹ năng cũng như là những cái kiến thức chuyên môn của mình. Kỷ niệm ấn tượng nhất của mình chắc có lẽ là vì cái team của mình được làm chung với một chị communication trainee khác, thì tính cách của hai chị em có phần tương đối khá là đối lập nhau. Là mình là một người rất là hay tránh né những cái cuộc cãi vã căng thẳng, nhưng mà sau khi mà kiểu tiếp xúc với chị thì mình nghĩ là đôi khi những cái tranh luận, những cái tranh cãi đó sẽ tạo nên sẽ kiểu giúp mình trưởng thành hơn, và nó sẽ làm cho mình biết được nhiều hơn, kiểu cải thiện về mặt suy nghĩ. Nên là mình nghĩ tranh cãi sẽ là một cái thứ để thúc đẩy mình hơn, chứ không phải là một thứ mà mình nên tránh né.